Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn đứng vững trước mọi cuộc tấn công. Tình hình chính trường và nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây đã có nhiều bất lợi cho Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh Hưng Yên của ông. Vào ngày 21 tháng 10, việc thường trực Ban Bí thư Lương Cường ngồi vào chức ghế Chủ tịch nước cho thấy sự suy giảm quyền lực của ông Tô Lâm một cách đáng kể. Đồng thời, sự kiện này đã chính thức chấm dứt nỗ lực thâu tóm quyền lực tuyệt đối của ông Tô Lâm khi theo đuổi mục tiêu nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước như bên Trung Quốc. Giới phân tích đưa ra thắc mắc, trong khi các quốc gia có cùng thể chế cộng sản với Việt Nam như Trung Quốc, Lào, Bắc Triều Tiên, Cuba đều nhất thể hóa cương vị người đứng đầu đảng và nhà nước, tại sao ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cương quyết cản trở, không áp dụng mô hình này? Việc Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây đã phàn nàn về vấn đề thể chế khi cho đây là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Theo giới phân tích, cái gọi là thể chế mà ông Tô Lâm nêu ra, về thực chất ông chỉ muốn thay đổi nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách truyền thống của đảng để chuyển sang mô hình nhất thể hóa như Trung Quốc hiện nay. Trong một hoàn cảnh bế tắc, đây có thể là lý do vì sao hàng ngày người ta thấy ông Tổng Bí thư Tô Lâm tìm cách đăng đàn hay công bố bài viết đề cập đến những vướng mắc trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đáng nói, ông Tô Lâm vẫn chỉ đề cập tới vấn đề đã tồn tại nêu ra cách đây hàng chục năm. Đáng tiếc, ông Tô Lâm cũng không thể đưa ra được giải pháp tháo gỡ với lý do lực bất tòng tâm. Công luận từ chỗ kỳ vọng thì sau 3 tháng đã thất vọng khi cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm suốt ngày kiếm chuyện làm quà hay chỉ nói cho vui. Vào ngày 5 tháng 10, một truyền thông nhà nước một lần nữa lại trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Theo giới quan sát, phải chăng ông Tô Lâm đang muốn đề cập tới vai trò chính phủ Thủ tướng Phạm Minh Chính? Giữa lúc quan hệ giữa Tổng Bí thư và Thủ tướng được cho là cơm không lành, canh không ngọt, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Trần Công Chính giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2 và Tổng cục Tình báo Quân đội thay cho Trung tướng Phạm Ngọc Hùng có thể là nguyên nhân. Theo giới thạo tin, những thỏa thuận của ông Tô Lâm trước đây với Hùng Tốt đã bị Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng phanh phui. Theo giới phân tích, trong thời gian gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính hầu như không quan tâm đến chuyến đấu đá trong nội bộ của Đảng, chỉ chuyên tâm lãnh đạo chính phủ. Ông Chính biết rất rõ, ông Tô Lâm đã nỗ lực bắt bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn với mục đích gạt ông Chính khỏi chức Thủ tướng để dành chiếc ghế này cho đàn em. Giới phân tích quốc tế cho rằng, ông Phạm Minh Chính đã sống sót kỳ diệu. Khi chiến dịch đốt lò được khởi động thì chắc chắn ông Phạm Minh Chính sẽ là người đầu tiên ra đi, vì ông Chính có mối quan hệ bất chính với công ty IC cũng như bà Nhàn, tổng giám đốc của công ty này. Nhưng rất may, Thủ tướng Phạm Minh Chính được cho là có mối quan hệ rất chặt chẽ với Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ Quốc phòng. Phải chăng đây là lý do khiến cho ông Chính, một nhân sự tứ trụ từ đầu đại hội khóa 3 tới vẫn còn sống sót? Mới nhất, nguồn tin nội bộ của Thời báo cho biết, giới chức Đức đã không hài lòng khi Bộ trưởng Lương Tam Quang sang thăm với mục đích dẫn độ bà Nhàn IC về Việt Nam. Đồng thời họ khẳng định điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Trong khi công luận tại Đức đánh giá, vấn đề nhà nước Việt Nam thông qua Bộ Công an thể hiện một tư duy nghèo nàn và kém hiểu biết của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng như Tổng Bí thư Tô Lâm. Cải cách thể chế là cải cách gì? Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm đang thả mồi để bắt bóng? Sau khi Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có không ít người hy vọng sẽ có công cuộc cải cách và tin tưởng rằng ông Tô Lâm sẽ là người tạo ra bước ngoặt lịch sử. Tuy nhiên, chỉ mới tròn 3 tháng, những suy nghĩ vừa kể trên được cho là hoàn toàn không có căn cứ, vì cán cân quyền lực của chính trường đến nay đã thay đổi gần như 180 độ. Việc ông Lương Cường ngồi vào ghế Chủ tịch nước đã cho thấy sự suy giảm đáng kể quyền lực của ông Tô Lâm, đồng thời đã chính thức chấm dứt những nỗ lực thâu tóm quyền lực tuyệt đối của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong lúc ông Tô Lâm nỗ lực bằng mọi cách để nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Theo giới phân tích, công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm đang đối diện với tất cả các tiềm năng và thách thức rất lớn. Trong quá trình cải cách, việc đấu tranh chống tham nhũng và tinh gọn bộ máy của nhà nước là một trong những ưu tiên hàng đầu, với mục đích nhằm duy trì niềm tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng, với mong muốn tạo ra những sự thay đổi mang tính bước ngoặt để tạo ra những dấu ấn riêng của mình như một Gorbachev của Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dũng cảm đụng chạm vào vấn đề nhạy cảm nhất của các nước hậu cộng sản khi nêu vấn đề điểm nghẽn của điểm nghẽn là vấn đề thể chế. Theo giới chuyên gia, việc Đảng Cộng sản Việt Nam có cải cách thể chế chính trị hay không là một vấn đề phức tạp và hết sức nhạy cảm. Trong các văn kiện phát biểu chính thức của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
đều nhấn mạnh cam kết duy trì hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và tiếp tục giữ vững chế độ chính trị một đảng lãnh đạo. Tuy nhiên, nhiệm vụ này gặp phải nhiều khó khăn với nhiều lý do khác nhau, mà việc xung đột mâu thuẫn giữa các cá nhân và phe phái trong đảng là vấn đề mấu chốt. Ngoài ra, ông Tô Lâm cũng gặp phải sự thách thức trong việc làm sao tiến hành cải cách mà không ảnh hưởng đến sự ổn định của chế độ. Đây cũng là lý do một bộ phận lớn các lãnh đạo cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam, một lực lượng được cho là các nhân sự trung thành với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vốn kiên định với học thuyết Marx Lenin và những vấn đề mà chủ nghĩa xã hội họ ra sức bảo vệ. Tuy nhiên, thực chất của vấn đề được cho là sự cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm đề ra đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi cũng như quyền lực của thế lực chính trị này, đó là những người vẫn còn trung thành với ông Nguyễn Phú Trọng trước đây. Đây là điều hơn ai hết ông Tô Lâm cũng hiểu quá rõ. Đây là điều nhạy cảm với cái nhà nước độc đảng ở Việt Nam. Việc cải cách thể chế do đó sẽ đi ngược với việc duy trì sự đoàn toàn trị của Đảng Cộng sản. Điều sẽ khiến cho đổi mới và cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm đang chứa đựng các nguy cơ tiềm ẩn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đòi hỏi cải cách thể chế của Tô Lâm đưa ra không phải là việc xóa bỏ đường lối hay thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa, mà là thay đổi nguyên tắc căn bản nhất của chế độ độc đảng toàn trị. Đó là tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, có nghĩa là ông Tô Lâm muốn thay đổi theo mô hình nhất thể hóa như ở Trung Quốc dưới thời ông Tập Cận Bình hay như Putin ở Cộng hòa Liên bang Nga hiện nay, nhưng ông Tô Lâm không đủ can đảm để nói thẳng ra điều đó. Đó là lý do công luận thấy rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đang ở trong thế bí nên mỗi ngày nói chuyện cũng như chỉ nói vòng vo tam quốc như mấy ông bên tàu bán thuốc dạo mà thôi. Ông Trương Hòa Bình là trùm cuối đại án Sài Gòn Đại Ninh, sự thật hay tin đồn. Kể từ đầu năm 2024 cho đến nay, nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được đưa ra ánh sáng, hàng loạt quan chức cấp cao bị điều tra và xử lý kỷ luật. Điều đó đã thu hút sự chú ý và bước đầu tạo lòng tin của công chúng đối với ông Tô Lâm. Vào ngày 2 tháng 11, truyền thông nhà nước đưa tin, cựu Bộ trưởng và chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ông Mai Tiến Dũng đã bị khởi tố và tạm giam do liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Dũng bị cáo buộc nhận 200 triệu đồng từ doanh nghiệp Nguyễn Cao Chí để can thiệp vào việc thu hồi dự án Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng. Điều này đã tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng dự án giá trị hàng chục nghìn tỷ sang các công ty khác, gây tổn thất rất lớn cho ngân sách nhà nước. Ông Mai Tiến Dũng đã bị Bộ Công an khởi tố và bắt giam từ ngày 4 tháng 5 do có liên quan đến các vụ án hối lộ, tham nhũng ở tỉnh Lâm Đồng và một số vụ án khác có liên quan đến các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Thuận An. Trước đó, ông Mai Tiến Dũng đã bị kỷ luật đảng và nhận hình thức cảnh cáo vào năm 2023 do các sai phạm liên quan đến những chuyến bay giải cứu. Ngay sau đó, trên mạng xã hội đã có những ý kiến cho rằng, trong quá trình điều tra vụ án, bị can Mai Tiến Dũng đã mập mờ khai đổ lỗi cho ông Trương Hòa Bình, cựu Phó Thủ tướng Thường trực nhiệm kỳ 2015-2021 là trùm cuối trong vụ án Đại Ninh ở Lâm Đồng. Theo giới thạo tin, bị can Mai Tiến Dũng đã khai nhận rằng, đại gia Nguyễn Cao Chí là chủ siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh, có mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo của chính phủ, là cấp trên của ông Mai Tiến Dũng. Vào năm 2020, ông Nguyễn Cao Chí đã làm đơn xin gia hạn và giãn tiến độ dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng và có đề nghị ông Dũng thông qua lãnh đạo chính phủ chỉ đạo cho thanh tra chính phủ sớm giải quyết. Sau đó, ông Dũng báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình để có tác động mạnh mẽ hơn. Đáng chú ý, sau khi nhận quả biếu 200 triệu đồng của đại gia Nguyễn Cao Chí, ngay lập tức, ông Mai Tiến Dũng lập tức phê vào đơn đề nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh với nội dung như sau: chuyển vụ 1 xử lý sớm, sau đó chuyển cho ông Trương Hòa Bình ký duyệt chỉ đạo. Khi bị khởi tố bắt giam, ông Dũng khai với cơ quan điều tra như trên vì nghĩ rằng đại gia Nguyễn Cao Chí đã nhờ ông Trương Hòa Bình trước đó. Theo ông Dũng, ông ký bút phê chỉ để đảm bảo đúng quy trình. Đáng chú ý, người đóng vai trò chính giúp cho đại gia Nguyễn Cao Chí là ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã đột ngột qua đời vì đột quỵ. Tuy nhiên, giới thạo tin khẳng định Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh đã chủ động tự sát và đã qua đời tại nhà riêng trước khi được đưa đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương để cấp cứu. Ông Trần Văn Minh được cho là đã nhận hàng chục tỷ đồng từ tập đoàn Vạn Thịnh Phát và doanh nhân Đỗ Cao Chí để dàn xếp vụ việc gia hạn cho dự án Sài Gòn Đại Ninh. Trước đó, chiều ngày 21 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Hùng cũng đã nhảy lầu tự vẫn, qua đời tại chỗ. Được biết, hai ông Trần Văn Minh và Nguyễn Văn Hùng đều là đàn em thân cận với ông Nguyễn Xuân Phúc. Họ đã chủ động chọn cái chết để vừa giữ được thanh danh, vừa tránh khai ra trùm cuối trong vụ án Đại Ninh, được cho là ông
Trương Hòa Bình. Ủy viên Bộ Chính trị Trương Hòa Bình, một người quê ở tỉnh Long An, là đồng hương với ông Tư Sang, cựu chủ tịch nước. Ông Bình từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam như Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, phụ trách chỉ đạo cải cách tư pháp, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trước đó tại Đại hội khóa 11, ông Trương Hòa Bình là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ông Trương Hòa Bình là trùm cuối đại án Sài Gòn Đại Ninh, sự thật hay tin đồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.